ở trong đó chờ cái thêm bao nhiêu sự đó nên sẽ có nên chỉ sao cho là do có mơ giò có chỉ sao mơ mơ chỉ nên nó lại cũng nó sẽ nữa nó do ở lúc chỉ cho nên thấy khó gì à mình cả tên grapefruit nó thế rồi là mơ giò chỉ là giống cho ở lúc đây đó mà đây mà cũng hầu bao lâu à thời gian gió của họ ở lâu bao giờ đây đi nào nãy đây đâu đây vô tới tới là sự thời gian sử của họ ở lâu thì cũng nói ít họ chỉ đi nào thời gian gió thì đâu đi nhà à ta sử nãy giờ cũng vô bây giờ xả lá đó nè giờ xả lá đó là nó là đầu tiên là chỉ có xả lá thì à cũng nói gì đi nào gì mình chỉ để thầu giá chuẩn đủ của bạn đi nó mò mình chỉ thầu chỉ một tên là à thằng đó nó mò mà nó gây là do mò tên mình chỉ tại vì giờ có hậu đề đi nó nữa có hậu áo lưu đề đi nó thầu sinh gió áo lưu đề nó thầu ta sưu đôi chất gì đi nó thầu sinh gió thế ta sưu lại để thầu chuẩn đủ của nó mò nó chậm gì nữa thế hiểu nó mò chậm gì thế thì hiểu chỉ mua mò chỉ ta đi đó là hiểu chế nè chỉ toàn nè thì giờ cái giờ chúng tôi thấy nó to là nó cho ngay rồi sau nó cho ngay ô qua thế sau nó cho ngay hậu thế nó ngay chỉ ấy nó và ý là đi và cho ngay chỉ mình chỉ cho nó cho mà ấy nó chỉ đem mà chỉ đem chỉ thế thì có sáu mươi mốt cho to nè giờ này nó ít đủ sức chơi nên sẽ là những vừa và chỉ cho to nè sẽ là có một số đồ giờ này nó thế là mà khi nó sẽ được bao tiền giờ tôi ở chỗ nó liền nó thế thế ấy có nhiều lúc chơi khó nữa chúng nó cũng trong gì nó đó nên sẽ được sáng sớm